Đâu à? Bốn năm năm giờ bắt đầu mới càn áo trở lại. Ôi hồi nữa quay lại. Nhỏ quá. Đó. Thôi đừng lại lùi vòi rồng á. Thôi đừng đừng đùng nơi vào trong để chỗ nữa cho yên cái đã. Cá lóc nhỏ là cực nhiều luôn. Cá phí mới chạy mạnh nữa. Đấy trên này có con to này. Hình đang chạy thì mà nắng mắt chụp được. Sò ở trong đó nè. Đừng có rơ nữa. Mà gặp con mô nữ con này chứ rơ rồi hôi nữa lên. Chào tất cả mọi người nha. Kênh Nhịp Sống Nông Dân hôm nay mùa màng này. Mùa là mùa khô. Mùa nào cũng là mùa màng hết. Mùa nào có nơi khổ mua đó. Mặt bay nổi rồi đây. Mặt ổ hẳn luôn vậy. Tiến vô thôi, đừng bình đừng có vô nữa. Vô này có ra được mặc cái que cọc đây. Có rổ một đến à? Lên lại cái rổ đây. Đó, tiến thang rơi đó nè, 5 giờ luôn á. Đó. Rơi xuống đó là 5 đó luôn đấy. Rồi chín ông thứ nè. Chín ông thứ. Bố nữa
đi vô nữa, đi vô nữa. Đó, cái này này. Bắt cả mà không biết bắt này thôi đi. Tay không vào lại nữa. Cái phù bắt cả thôi. Chịu phù dưỡng xuống này. Chịu phù như đứng đứng lên đi đây. Ông dưỡng rồi, chịu ông dưỡng, ông dưỡng lên coi uống ấy. Chị bằng bay mà. Đây, đấy chưa? Bay cái là biết liền à? Không biết. Dưa lên cái không? Đây. Ồ. Vật ra đó này. Còn một con ăn đi là này. Đấy. Này anh chích đây kìa. Cả 4-5 mới càn một lần. 5 năm. Thì là 15 năm nào nhà ấy cứ càn một lần. Ừ. Thưa đây. Lấy lại cái rổ. Bắt cá tẹp á. Đến 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 gọc 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 đi chứ thằng đi nêu đấy đấy trong đấy rồi vô trong cái bùi đóng rồi hình đứng năm ngoài mới hình dư năm sạch trong bơ luôn còn cái tháng thôi mà. Kịch tịnh, kịch tịnh. Đồng cọc. Trời rung 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 đến đấy. Đó, trên. Đó, rung nơi nó nhích nó rung nó. Rung đó đấy. Anh kêu 5 6 đóng đấy. Mò. Đó, thấy chưa? Cảnh mà đi theo có anh ngồi trên gốc cây nè. Anh đi ngồi trên ngọc cây thì anh đi theo xếp tròn bên này mày bên anh Ngọc Y Ngọc gốc gốc này mới có cả chứ anh mới nhích họ đang gốc đang trong rồi thưa anh mới nhích mình phạt còn 5 kỳ luôn mình cái đây có anh khỉ đang tìm cả ngồi ở trên cây á ở bên đó có một người nữa ai đã biết mùa khô đến rồi thì
ao cạn. Cá xỉu nó là lên nượng ngay nha. Đó. Con cá to nhất này. Nhảy có. Gầy phạt chứ. Gầy tóc về hỏi tài lắm. Theo chân những dấu vết đi tìm cá. Nào là cá sặc đây, cá sặc đây. Rất đẹp. Mày được mà hút mày anh ta nữa. Nó không chạy nhé. Ồ, đây đây, con cái này nồi đóng đây. Đó, nhánh anh này. Đó, 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 em đó đó. Thôi đi Yến. Đó, thấy con cá. Đó, ôi, vô lên anh Tiên. Thôi, hai con. Con này khoảng ký. Thầy hai con có là dư mặt thầy hai con có này chết ạ. Úi cà, cà nhỏ mới lại. Ơi có rồ đấy, cổ thứ xuống ấy bò giáo lên. Giáo lên, cái mát đấy mình. Đúng rồi. Ôi, ôi chà. Con tin này bên ạ. Tạnh tạnh để lấy ra mốc. Lằn thôi, lằn thôi. Ui, phải đi góc nữa cả, vừa là cả đốc.